Kính thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 22 phút sáng ngày thứ sáu. Ngày 24 tháng 5 2019 tại Hoa Kỳ. Tôi là thầy Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Sáng nay thầy nhận được một lá thư qua đường bưu điện của một người nữ Phật tử. Cô ta vừa tự tử và được cứu sống. Cô tự tử vào ngày mùng 8 tháng 4, ngày lễ Phật đản. Và cô viết cho thầy cái lá thư, cái tựa đề là: Xin Sư Phụ Thông Lai cho con một niềm hy vọng để sống sót cho tới ngày Tổ quốc Việt Nam được tự do dân chủ. Nhận được lá thư này, lòng tôi đau xót, bồi hồi xúc động. Thầy đang ở Youth Center, nhưng mà đang về ở Seattle để mua một số vật liệu xây dựng cho chánh điện Youth Center. Cho nên thầy ghé lại tổ đình, thầy làm một cái livestream này để trả lời cái lá thư của một người nữ Phật tử đau khổ của thầy. Xin mời tất cả đồng bào theo dõi. Cái lá thư này thầy vừa lấy ra ở từ trong cái hộp thư. Kính bạch Sư Phụ Thích Thông Lai, hôm nay con ngồi đây tại một quê hương đổ nát để viết cho sư phụ một lá thư tuyệt vọng, với hy vọng là sau khi sư phụ đọc lá thư này của con, sư phụ sẽ ban cho con một niềm hy vọng để sống. Thưa sư phụ, con không phải là người ham sống sợ chết, nhưng nếu con chết thì người cha già của con, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, giờ này ở tuổi 80, bị chiến tranh có mất đi một cánh tay ở trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại chiến trường An Lộc. Giờ này lại bị tai biến mạch máu não. Thưa sư phụ, tất cả sự sống của ba con đều nhờ vào hai bàn tay của con. Chồng của con thì đã qua đời cách đây 2 năm vì căn bệnh ung thư gan, để lại cho con 4 đứa con như thơ nheo nhóc. Đứa con lớn nhất mới 17 tuổi mà lại là con gái thầy ạ. Đứa nhỏ nhất là 10 tuổi. Đau lòng quá sư phụ ơi. Con là một Phật tử, là một đệ tử của sư phụ Thông Lai, thường xuyên nghe kinh, nghe pháp. Vậy mà con vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Con đã tự tử vào ngày lễ Phật đản, ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Vì con không chịu nổi cái cảnh con gái lớn của con mới 17 tuổi đời mà nó đem bán cái quý nhất của người con gái, là cái trinh tiết, cho một người đàn ông Hàn Quốc với giá 1.000 đô la. Nhưng thưa thầy, nó phải trả tiền cho bọn môi giới hết 500 đô, còn lại 500 đô nó đi mua gạo, thuốc men cho ông ngoại và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của gia đình. Đau lòng quá sư phụ ơi. Mình là mẹ
mà không bảo vệ được con gái của mình, để nó phải bán trinh nuôi mẹ và gia đình. Và đau khổ hơn là nó nói nó sẽ bỏ học để đi làm việc tại một quán bia ôm karaoke tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Con năn nỉ nó, khuyên can nó: "Con à, con đừng đi làm cái nghề bán thân nuôi miệng này nữa con." Nó vừa khóc vừa nói: "Thưa mẹ, cái quý nhất của cuộc đời con gái con đã bán rồi, giờ nay còn gì để gìn giữ nữa." Nó nói: "Mẹ ơi, để cho con đi làm. Người ta giới thiệu làm tại đây toàn là khách sang, cán bộ cao cấp, cho nên tiền bột bo nhiều lắm. Có thể kiếm được từ 20 triệu đến 50 triệu một tháng. Nếu mình là gà mới và còn trẻ dưới tuổi 20. Bạch thầy, cũng vì vấn đề này mà con không còn ham sống ở thế gian này. Thưa thầy, căn nhà con ở là nhà thuộc gia đình chánh sách. Thầy đừng ngạc nhiên tại sao bố con là thương phế binh quỵ mà lại được ở nhà chánh sách. Vì bố chồng con là một cựu chiến sĩ thuộc sư đoàn Sao Vàng. Ông hiện nay đã 84 tuổi, bệnh tật đầy người. Thầy nghĩ xem, căn nhà chánh sách dành cho thương binh liệt sĩ, nhà tôn vách đất, chỉ có bề ngang 4 mét, bề dài 5 mét, mà làm nơi cư trú cho hai ông già và năm mẹ con của con. Xin lỗi thầy, giống như một cái ổ chó. Nhà con nghèo, cho nên lên giá điện cũng không ảnh hưởng, vì không có điện, không có tivi, không có tủ lạnh, chỉ có hai cái giường cho bố chồng con và bố ruột con. Ngoài ra năm mẹ con đều ngủ dưới nền đất, trên một chiếu rách đầy riệp, cả đêm riệp cắn ngủ không được, bạch sư phụ. Gia đình chúng con chỉ mong có gạo ăn hai bữa một ngày là đủ. Còn lũ con của con thì ăn toàn là cơm với muối. 5 năm qua chưa biết thịt cá là gì. Còn hai ông cụ bố chồng và bố con thì răng cỏ không còn, chỉ còn ăn cháo trắng sống qua ngày. Rất may là phía sau nhà còn có một cái hồ nuôi cá tra, cho nên tất cả sinh hoạt vệ sinh, tắm rửa, cũng như cái ao cá tra này, cũng nhờ nó mà gia đình con còn sống tới ngày hôm nay. Bạch thầy, con là một công nhân của nhà máy giấy Tân Mai, nhưng mà con hiện nay đã trên 50 tuổi rồi, cho nên nhà máy cho con hưu non với số tiền chưa được 2 triệu một tháng. Làm gì để đủ sống đây thầy? Bạch thầy, nhà con nghèo, không có điện thoại thông minh, nhưng cạnh nhà con là một gia đình rất may mắn, có con gái gả cho Việt Kiều ở Mỹ, cho nên con thỉnh thoảng có sang nhà hàng xóm theo dõi các diễn đàn nói chuyện của Lisa Phạm, của Tân Thái, của Thần Sấm Sét và nhất là của sư phụ. Bạch sư phụ, xin sư phụ cho gia đình con biết bao giờ thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, bao giờ thì dân tộc Việt Nam sẽ được tự do dân chủ, và bao giờ thì con gái của con sẽ được thoát khỏi cái nghề bán thân nuôi miệng, nuôi mẹ, nuôi ông nội, nuôi ông ngoại, để con gái con được cấp sách đến trường như bao nhiêu đứa con của các cán bộ cộng sản giàu sang khác. Bạch thầy, con đã từng nghe nhiều diễn đàn, nuôi nhiều niềm hy vọng, nhưng mà càng thất hy vọng lại càng thất vọng. Thầy đã hiểu, anh ruột của con đã bị bắt từ ngày lịch sử ngày 10 tháng 6 năm 2018 trong cuộc tổng xuống đường lịch sử. Giờ này anh con vẫn còn ở tù, và thỉnh thoảng công an khu vực vẫn còn lại đe dọa nhà con. Tôi nói cho chị biết, chị liệu mà giữ hồn,
Gia đình chị chỉ cần có một người xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của tên sư phản động Thích Thông Lai, của tên Ly Xà Phạm, của tên Tân Thái và nhiều diễn đàn phản động khác, thì gia đình chị sẽ bị đi cải tạo ngay. Bạch thầy, con chỉ là một gia đình đau khổ trong số hàng triệu gia đình đau khổ khác đang sống tại Việt Nam. Xin sư phụ đừng lên án những người dân Việt Nam là hèn nhát. Sư phụ nhìn lại cái ngày 10 tháng 6. Ngày đó nếu hèn nhát thì làm sao có hàng trăm ngàn người dân xuống đường. Nhưng mà sau đó thì Cộng sản trả thù, Cộng sản hăm dọa bắt bớ. Cho nên chúng con vẫn không muốn để cho ngày tháng đó lụi tàn. Nhưng mà chúng con sức yếu, thấp cổ bé miệng, cho nên tình yêu nước thì không thiếu. Nhưng mà nhìn lại nhìn lui, chúng con còn phải sống để cho đàn con dạy và cha già của mình được sống. Xin sư phụ cho chúng con một niềm tin, một niềm hy vọng để sống. Ngày nào nước Việt Nam sẽ được tự do dân chủ, ngày nào Cộng sản Việt Nam sẽ không còn trên quê hương, và ngày nào dân tộc Việt Nam được sống hạnh phúc, tự do, bình đẳng như bao nhiêu dân tộc tự do khác ở trên quả địa cầu này. Con kính đảnh lễ sư phụ 1000 lễ. Chúc sư phụ sức khỏe miên trường để là ngọn đuốc dẫn đường cho những Phật tử đau khổ sống trong đêm dài tâm tối, không có một tia sáng hy vọng. Con đảnh lễ sư phụ. Cũng vì cái lý do này mà hôm nay thầy lên diễn đàn để mà tâm sự cùng rất nhiều những đệ tử của thầy, những người không được may mắn để sống ở thế giới tự do. Và gần đây thầy cũng có những cái lỗi là chỉ cung cấp những thông tin cập nhật tình hình chính trị có ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc Việt Nam, mà quên đi những lời an ủi, những lời để mà thông cảm với những đệ tử của thầy. Nhưng mà các con yên chí đi, thầy bảo đảm tình hình Cộng sản Trung Quốc và tình hình Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ một ngày không xa. Quý vị chờ đi, trong đầu tháng 6 này tại Nhật Bản, khi mà cuộc họp của khối G20, tức là khối 20 nước giàu có nhất trên thế giới diễn ra, và sau cuộc họp này sẽ là quyết định vận mạng của Tàu Cộng và Việt Cộng, để sư phụ phân tích tình hình cho rõ ràng, để đem lại cho các đệ tử của thầy đang đau khổ, đang mất hướng đi, đang tuyệt vọng và đang tìm đến cái chết. Thì xin thầy sẽ nói thế này: thầy theo dõi tình hình và thầy phân tích rõ ràng. Thầy chỉ phân tích cho các đệ tử sống trong nghèo khổ, sống trong nghèo đói, có con phải đi làm đĩ, có con trai thì đi làm cu li. Thầy không nói cho những gia đình cán bộ giàu sang phú quý. Thầy không nói cho những tên tổng giám đốc điện lực Việt Nam có những đứa con trai đi học ở high school tại Hoa Kỳ, học một năm mấy chục ngàn đô la. Thầy không nói cho con trai Nguyễn Tấn Dũng. Thầy không nói cho gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Thầy không nói cho gia đình của những tên cán bộ Cộng sản đang có con, có nhà, có đầu tư tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do trên thế giới. Mà cái bài nói chuyện này là để tâm sự giữa sư phụ và các đệ tử thầm lặng của sư phụ, những người mà lâu nay đặt toàn hy vọng vào cái sự đấu tranh của sư phụ, cái sự thương yêu của sư phụ và cái sự thông cảm của sư phụ. Sư phụ từng đặt mình vào cái hoàn cảnh nếu mình còn ở Việt Nam
thì mình phải làm gì trong hoàn cảnh này? Và thầy sư phụ nhìn vào cái hoàn cảnh của những Phật tử của thầy ở Hoa Kỳ. Những ngày tháng thầy đấu tranh, những ngày tháng thầy kêu gọi xuống đường biểu tình, thì những người đang sống trong luật pháp Hoa Kỳ mà họ vẫn còn rút đầu, sợ sệt, không dám góp một bàn tay để ủng hộ cho dân tộc Việt Nam, thì thầy không thể nào quán trách, không thể nào lên án mấy ngàn đệ tử của thầy ở Việt Nam sống trong vòng tay cộng sản, sống dưới cái mũi súng của quân thù. Cho nên mình phải đặt hoàn cảnh của mình vào trong hoàn cảnh những người còn kẹt ở Việt Nam để hiểu và thương, để hiểu và thông cảm và thương yêu họ, chứ đừng có lên án họ. Nếu mà dân tộc Việt Nam đều hèn nhát, nếu những người trong nước đều vô cảm, thì làm gì chúng ta có ngày 10 tháng 6 lịch sử, hàng trăm ngàn đồng bào đã xuống đường. Nhưng mà Cộng sản Trung Quốc còn, thì Cộng sản Việt Nam còn. Và Cộng sản Trung Quốc hiện tại đang cai trị 50% và đang ngồi 50% trong ở chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Bây giờ mời quý vị theo dõi tin tức mà thầy sẽ phân tích cho nhóm đệ tử tuyệt vọng của thầy, để đem lại cho họ một niềm hy vọng. Mà thầy nói đây không phải là những cái bánh vẽ, những cái bài phân tích của thầy là thầy lấy từ tin tức của những người bạn bè của thầy, những đệ tử của thầy đang làm việc trong guồng máy của Hoa Kỳ, đang làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ, đang làm việc trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, đang làm việc trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, để thầy đúc kết lại, để mà thầy đưa đón những dữ kiện, những cái tin tức chính xác về sự tồn vong của Tàu Cộng. Mà Tàu Cộng sụp đổ thì Việt Nam Cộng sản sẽ sụp đổ. Quý vị có biết rằng bao nhiêu sản phẩm của Hoa Kỳ, tất cả nhà máy của Hoa Kỳ, mà khi Hoa Kỳ sản xuất ra những cái sản phẩm, Hoa Kỳ xuất khẩu qua Tàu Cộng bao nhiêu, Hoa Kỳ xuất phẩm qua các nước ở đồng minh, các nước tự do ở Âu Châu bao nhiêu, ít có người nắm được con số này. Và thầy cho quý vị biết, Hoa Kỳ sản xuất ra được 100% tất cả những sản phẩm, thì 80% tất cả những sản phẩm đó được tiêu thụ tại quốc gia Hoa Kỳ này, được tiêu thụ bởi 300 triệu người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngược lại, Tàu Cộng làm ra bao nhiêu sản phẩm? Họ làm ra 100% sản phẩm, thì 80% họ bán sang Hoa Kỳ. Trong khi Hoa Kỳ tạo ra bao nhiêu sản phẩm? Xe hơi, thiết bị xây dựng, máy computer, điện thoại thông minh, Apple, Microsoft, IBM, Intel. 80% sản phẩm của Hoa Kỳ mà sản xuất ra là tiêu thụ tại quốc gia Hoa Kỳ. 100% thì 80% là nó được tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ. 10% bán qua cho thị trường ở Âu Châu. Còn lại 5% bán qua các thị trường, các nước tự do ở Đông Nam Á, như là Nhật Bản, như là Nam Hàn, như là Ấn Độ, như là Đài Loan, như là Singapore, như là Malaysia, như là Úc Châu. Còn lại 5%, cái tổng sản lượng mà xuất cảng của Hoa Kỳ mà tạo ra vật chất thì chỉ bán qua cho Tàu Cộng. Như vậy, Hoa Kỳ làm ra 100% sản phẩm, thì dân Hoa Kỳ, 300 triệu dân Hoa Kỳ, tiêu thụ hết 80% số lượng sản phẩm này, 10% xuất cảng sang Âu Châu, còn lại 15% bán qua các nước ở Đông Nam Á, và chỉ bán cho Tàu Cộng có 5%. Cho nên 5% này trong cuộc chiến thương mại không ảnh hưởng gì tới nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là con số chính xác. Và Tàu Cộng làm ra 100% sản phẩm thì bán sang Hoa Kỳ hết 80%, và xuất cảng qua các nước Âu Châu là 10%,
và sức cản qua các nước Á Châu là 10%. Như vậy, trong cuộc chiến mậu dịch thương mại, Hoa Kỳ hoàn toàn chiến thắng. Hoa Kỳ có 80% cái số lượng sức nhập cản của Tàu Cộng. Cho nên khi Hoa Kỳ cắt số lượng nhập cản 80%, thì 80% nhà máy của Tàu Cộng sẽ sụp đổ. Và theo chân Hoa Kỳ, còn có Anh Quốc, Pháp, Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu và Đông Nam Á. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, 300 triệu người Hoa Kỳ tiêu thụ hết 80% số sản lượng của Hoa Kỳ tạo ra, trong khi 1.4 tỷ người Tàu Cộng chỉ tiêu thụ có 5% những cái sản phẩm của Tàu Cộng làm ra, trong khi 80% bán sang Hoa Kỳ, 10% bán sang Âu Châu và 10% bán cho các nước Đông Nam Á. Nhìn vào con số thống kê này thì quý vị biết chắc chắn rằng nội cái đòn chiến tranh kinh tế, nội cái đòn Hoa Kỳ cấm các công ty high tech Google, Microsoft, Intel, IBM và tất cả các công ty high tech khác không có làm ăn cung cấp sản phẩm và những con chip điện tử cho công ty Huawei của Tàu Cộng, thì chắc chắn Tàu Cộng sẽ sụp đổ. Theo cái thống kê mà thế giới và các cơ quan mà nghiên cứu về kinh tế của Tàu Cộng, tại nước Tàu họ có 100 mấy chục tỉnh nhỏ và họ có 22 tỉnh lớn. Và Tàu Cộng tuyên bố Đài Loan là một tỉnh lớn thứ 23, cho nên mới tạo ra một cái sự căng thẳng tới giờ này. Tại Tàu Cộng, theo thống kê Liên Hiệp Quốc, có 22 tỉnh lớn và mấy trăm tỉnh nhỏ, mà trong đó có 4 tỉnh mà nuôi toàn bộ mấy trăm tỉnh kia. Trong đó thứ nhất là Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông có nguồn kinh tế rất là lớn. Kế đó tỉnh Triết Giang cũng là cái nền kinh tế chính để nuôi cho hàng trăm triệu, hàng tỷ dân Tàu Cộng. Kế đó là tỉnh Thượng Hải và kế đó là tỉnh Giang Tô. Tóm lại, Giang Tô, Triết Giang, Quảng Đông và Thượng Hải, tổng số lượng dân số của 4 cái tỉnh này chưa tới 500 triệu mà phải nuôi 900 triệu dân Tàu Cộng. Thật sự theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, chỉ có 4 tỉnh là Giang Tô, Triết Giang, Quảng Đông và Thượng Hải là cái số lượng mà thu nhập đầu người mới trên 10.000 đô la. Ngoài ra còn lại 22 tỉnh lớn khác và hàng trăm tỉnh nhỏ, số lượng một đầu người mỗi một ngày chưa kiếm được 2 đô la. Cho nên 4 cái tỉnh này bây giờ là 4 cái tỉnh nó đòi là coi như nổi loạn. 4 tỉnh hiện giờ đang nuôi hàng tỷ dân Tàu, gồm có tỉnh Thượng Hải, tỉnh Quảng Đông, tỉnh Triết Giang và tỉnh Giang Tô. Cho nên 4 cái tỉnh này họ đang xét lại là tại sao nhân dân của 4 cái tỉnh này phải đi làm để nuôi toàn thể là mấy chục cái tỉnh khác, mấy trăm tỉnh khác ngồi không để mà ăn trên cái sự làm việc nặng nhọc của nhân dân của 4 tỉnh này. Cho nên tôi nhắc lại cách đây năm rồi, khi Tập Cận Bình muốn kinh lý tỉnh Quảng Đông, là Tập Cận Bình phải liên lạc với tên mà coi như bí thư tỉnh Quảng Đông để xin phép là coi có an toàn để mà đến đó thăm không. Sau khi được lệnh của tên của tổng bí thư tỉnh Quảng Đông thì lúc Tập Cận Bình mới đáp chuyến bay hạ cánh để mà đến thăm. Và hiện tại tình hình ở Trung Quốc rất là rối ren. Tập Cận Bình mất đi quyền kiểm soát. Thì trở lại vấn đề ở Việt Nam. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Sài Gòn, đã đóng thế nuôi toàn thể nước Việt Nam. Tất cả tiền thế mà nuôi nước Việt Nam, tất cả ngân sách, ngân quỹ để nuôi mấy trăm tên đại biểu quốc hội, để nuôi 4.000 tên đảng viên ăn hại, là tiền xuất phát từ 50% ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị không tin, quý vị vào Google coi, nhân dân của thành phố Sài Gòn, bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh, đã đóng góp một ngân sách là 50% để nuôi 60 mấy tỉnh thành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và bây giờ quý vị thấy rõ, nền kinh tế của Sài Gòn
vẫn là cái nền kinh tế để mà đầu tàu, để mà nuôi toàn ra 4 triệu đảng viên ăn hại, để trong 90 triệu đồng bào thì 12 triệu dân Sài Gòn đã gồng gánh để mà đóng thế, để mà nuôi 90 triệu dân của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là chưa kể tới Tây Đô, chưa kể tới các tỉnh từ Mỹ Tho đi xuống tới dưới toàn bộ tất cả miền Nam trước năm 75 vẫn giàu sang hơn miền Bắc. Và hiện tại 44 năm sống dưới chế độ kiềm kẹp của Đảng Cộng sản thì kinh tế của miền Nam và đầu tàu vẫn là thành phố Sài Gòn, vẫn là thành phố nuôi từ tất cả những tên đảng viên, từ tên công an xã, từ tên công an khu vực cho tới tên tổng bí thư, cũng là tiền đóng thế của nhân dân thành phố Sài Gòn, chiếm tổng sản lượng quốc gia tới 50%. Và bây giờ quý vị có ngạc nhiên không? Gần đây các tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, tờ báo Quân đội Nhân dân, các tờ báo Tuổi Trẻ, các tờ báo Đảng đã đăng tin, đã nêu ra tất cả các công trình, tất cả những cái xa lộ, tất cả những cái cầu đường, tất cả những cái nhà máy, tất cả những cái công trường mà do Tàu Cộng xây dựng. Giờ đây chính những tờ báo dưới Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành đã công khai, đã đăng lên tất cả những cái công trình Tàu Cộng sau khi đưa vào hoạt động đã bị sụp đổ, đã bị tàn phá ngay sau ngày cắt băng khánh thành. Tại sao trước đây Đảng Cộng sản không ra lệnh cho báo đài của nó nói, thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã bật đèn xanh để cho tất cả tờ báo thuộc về Đảng Cộng sản kiểm soát đã đăng lên những cái lỗi lầm, những cái tai hại, những cái làm ăn bê bối của các công ty Tàu Cộng. Lý do nào? Lý do là phe Nam Cộng đang thắng thế và cái phe Bắc Cộng đang yếu thế. Ngày nào mà Tàu Cộng mạnh thì ngày đó phe Bắc Cộng mạnh, ngày nào mà phe Tàu Cộng yếu thì phe Bắc Cộng yếu. Hiện nay phe Nam Cộng đang thắng thế, cho nên bà Hằng, nữ phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lên án tất cả các tàu cá của Tàu Cộng đã đi vào thềm lục địa Việt Nam, đi vào Biển Đông để phá hoại môi trường, tàn phá tất cả sinh thái của biển Việt Nam. Mà trước đây không bao giờ cái miệng bà Hằng này dám nói, mà chỉ nói là tàu lạ, bây giờ nêu đích danh tàu Trung Quốc, cho thấy rằng gió đã đổi mùa và phe Nam Cộng đang thắng thế. Cho nên quý vị thấy rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cuốn theo chiều gió và thế lực của Hoa Kỳ ngày càng mạnh ở Biển Đông. Và tôi nói cho quý vị một tin chính xác mà chưa có một cơ quan thông tấn xã nào tuyên bố. Ngày hôm qua, giờ ở Việt Nam, giờ ở Đài Loan là ngày 23 tháng 5 2019. Đáng lẽ ngày hôm qua là tại Việt Nam, Tàu Cộng đã phát động cuộc chiến tranh để xâm chiếm Đài Loan. Nhưng mà trước đó 48 giờ, cơ quan tình báo của các nước Tây Phương, cơ quan tình báo của các nước tự do, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và các nước tự do đã cung cấp cái mật lệnh tấn công Đài Loan cho bà Thái Anh Giang biết. Và ngay lập tức, quý vị biết cái đảo Đài Loan là nó có một cái mặt là về ở bên hướng Tây, là nó cách cái thềm lục địa của Tàu Cộng có 80 dặm. Và toàn bộ 80% hải quân của Đài Loan lập tức di chuyển sang bờ biển phía đảo phía Tây, tức là không có đối diện dưới bờ biển của Tàu Cộng, mà 80% hải quân của Thái Anh Văn của Đài Loan đã tập trung rút lui qua cái bờ biển phía Tây của quần của cái hải đảo Đài Loan và chuẩn bị nạp đạn. Tất cả mấy ngàn cái vũ khí liên lục địa, các quả tiễn, chống quả tiễn của bà Thái Anh Văn đã được vỡ nút và chờ lệnh khai quả, vì tin tình báo của thế giới tự do cung cấp cho bà Thái Anh Văn biết rằng ngày hôm qua là ngày Tàu Cộng sẽ bấm nút để tấn công Đài Loan. Nhưng mà vì kế hoạch bại lộ và Đài Loan đã hành động trước khi cái giờ tấn công 20 giờ đồng hồ, và Đài Loan đã huy động 80% lực lượng hải quân đi về bờ biển phía Tây của đảo
chứ không phải bờ biển phía đông, để chờ cho khi Tàu Cộng mà tấn công vào bờ biển phía đông thì Đài Loan sẽ phản pháo ở bờ biển phía tây và sẽ đánh úp vào cách đó 100 hải lý cách bờ biển Đài Loan. Hải quân Hoa Kỳ đã tập trận và tất cả hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, tất cả hàng trăm chiến đấu cơ, kể cả phi cơ B-52 và máy bay tàng hình B-1, B-2 đều chuẩn bị sức, chuẩn chờ lệnh Tổng thống Trump để mà nếu Đài Loan mà không đủ sức bảo vệ lấy lãnh thổ của mình thì quân đội Hoa Kỳ, do cái hiệp ước mà Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua trong tháng rồi, là Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đa số tới là 99% là đồng ý dùng quân đội của Hoa Kỳ để bảo vệ Đài Loan khi bị Tàu Cộng tấn công. Quý vị thấy một cái điểm là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có những bất đồng về dân đường lối cai trị đất nước. Nhưng mà Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có chung quan điểm là đối với Tàu Cộng. Quý vị thấy rõ, Đảng Dân Chủ cũng lên án Tàu Cộng và Đảng Cộng Hòa cũng lên án Tàu Cộng. Nó khác cái chỗ là Hoa Kỳ mặc dầu khác quan điểm làm việc giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng mà họ có một cái lập trường chung là đương đầu với Tàu Cộng 100%. Cho nên Tàu Cộng rất là điên đầu ngày hôm qua. Kế hoạch tấn công chỉ có những tư lệnh quân khu của Tàu Cộng mới biết, nhưng mà có những tên nào nó đã phản bội và nó đã cung cấp kế hoạch tấn công Đài Loan vào ngày 23 tháng 5 2019. Cho nên Tàu Cộng điên tiết mà không làm gì được. Kế hoạch của mình đánh mà đã bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã nắm hết trong tay, cho nên Tàu Cộng không dám tấn công. Đáng lẽ cuộc chiến xảy ra vào ngày hôm qua đó quý vị. Và tin này trong vòng một hai ngày nữa, một hai vài tiếng đồng hồ nữa hoặc là hai ngày nữa thì tất cả các hãng thông tấn sẽ bắt đầu loan báo. Mà tại vì thầy Thông Lai biết được cái tin này là do rất nhiều bạn bè và đệ tử làm trong tất cả các bộ của chính phủ Hoa Kỳ, cho nên họ thông báo và thầy đã biết trước cuộc chiến. Đáng lẽ Tàu Cộng tấn công vào Đài Loan là ngày hôm qua, nhưng vì bà Thái Anh Văn đã nắm rõ tất cả nguồn tin tấn công này, cho nên bà dồn hết 80% lực lượng hải quân của bà đi sang bờ biển phía tây của hải đảo Đài Loan, và chỉ chừa lại ở bờ biển phía đông của hải đảo Hải Loan là chỉ có 20% lực lượng hải quân. Và tất cả dàn quả tiễn liên lục địa đều đã được coi như chuẩn bị khai quả nhắm vào đập Tam Hợp, và tất cả các chiến đấu cơ F-16 của hải quân Đài Loan cũng như hải lục không quân của Đài Loan đều đã có những mục tiêu để chuẩn bị đánh. Và hạm đội, tức là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, hộ tống hạm, khu trục hạm đã được chuẩn bị cách Đài Loan 100 hải lý để chuẩn bị bảo vệ đồng minh của mình trong trường hợp đồng minh của mình không đủ sức để mà bảo vệ các cuộc tấn công xuất phát từ Tàu Cộng. Cho nên những cái bài nói chuyện của thầy để quý vị vững niềm tin đi. Tàu Cộng sức cản 90% qua Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ sức cản có 5% qua Tàu Cộng. Cho nên khi mà Hoa Kỳ không mua hàng của Tàu Cộng thì 90% các cơ sở sản xuất của Tàu Cộng sẽ bankruptcy, và 90% nhân dân công nhân của Tàu Cộng sẽ thất nghiệp. Mà khi đó Tàu Cộng thất nghiệp thì bây giờ lâu nay dân Hoa Kỳ chúng ta, 300 triệu người Hoa Kỳ chúng ta đã mua 90% sản phẩm của Tàu Cộng để nuôi 1.4 tỷ dân Tàu Cộng sống sót là nhờ được sức cản sang Hoa Kỳ. Mà bây giờ 90% hàng hóa của Tàu Cộng không bán được sang thị trường Hoa Kỳ thì 90% dân Tàu Cộng sẽ đói. Mà quý vị mới đây nhất ở vùng Thẩm Quyến, ở vùng Sơn Tây, ở vùng Sơn Đông, hàng trăm ngàn cựu chiến binh của Tàu Cộng, những người này về hưu và không có công ăn việc làm vì các cái hãng xưởng đã đóng cửa, hãng xưởng lần lượt phá sản, cho nên họ đã nổi loạn biểu tình và khiến cho Tập Cận Bình phải huy động tới vệ binh quốc gia để đàn áp các cựu chiến binh. Và tôi nói cho quý vị biết, bốn tỉnh mà thầy nói hồi nãy, thứ nhất là coi như Quảng Đông, thứ hai là coi như là Thượng Hải, thứ ba là Giang Tô, thứ năm là Triết Giang, là năm tỉnh thuộc về năm tỉnh mà nuôi hết 1 tỷ
tư dân Tàu, nó cũng đòi tự trị và nó đòi tách ra. Và cũng như ở Sài Gòn đã nuôi hết cái tất cả dân chúng ở ngoài Bắc, và nuôi hết 4 triệu đảng viên, và nuôi hết những tên đại biểu quốc hội khi ngồi họp thì ngủ gục, và chuyên môn lấy tiền của đồng bào để mà đưa con cháu qua du học ở nước ngoài. Cho nên quý vị thấy rõ là trong vấn đề này, quý vị sẽ thấy rõ Hoa Kỳ sẽ chiến thắng và Tàu Cộng sẽ thua. Mà Tàu Cộng sẽ thua thì dân Việt Nam chúng ta sẽ có được cơ hội đa đảng, đa quyền, tự do dân chủ. Và gần đây nhất, chính quyền của Cộng sản Việt Nam, cái phe Nam Cộng đã coi như đưa ra thông tin, chính cái cơ sở Đài Phát thanh Đà Nẵng, Đài Truyền hình Đà Nẵng là công cụ 99% của Tàu Cộng kiểm soát. Ở trong miền Nam, từ Vĩ Tuyến 17 trở vào, thì Đài Truyền hình Đà Nẵng và Đài Phát thanh Đà Nẵng là do 99% là do chính quyền Tàu Cộng kiểm soát. Đó là chính đài của Cộng sản Việt Nam cho biết. Và gần đây nhất, quý vị thấy những nguồn tin, một tên đại biểu quốc hội, là cái tên đó là nó sinh sản tại ngoài ở bên Bắc Kinh, cái tên nó sinh sản ở bên Tàu Cộng, mà nó cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nó là ứng cử viên đại biểu quốc hội, mà cái tin đó trước đây thì không bao giờ được đăng ra, mà mới đây trên các nguồn tin công cộng, trên các báo đài và trên các mạng truyền thông đã đăng tên cái con mẹ người Tàu, nó sinh sản tại Tàu mà nó lại là ứng cử đại biểu quốc hội của Cộng sản Việt Nam, thì cho thấy rằng gió đã đổi chiều. Và chính tất cả những người Nam Cộng có tinh thần yêu nước, và tôi nói rõ quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng những người đảng viên Cộng sản họ đều không có tinh thần dân tộc. Tôi nói rõ cho quý vị biết, thí dụ như có những người họ đã bỏ đảng Cộng sản như Dương Thu Hương, và họ bây giờ những người họ vẫn bỏ rất nhiều mà họ không nói ra. Và những người công an, quý vị cũng đừng bao giờ lên án họ là không có tinh thần dân tộc. Như Trương Gia Long, Thiếu tướng Trương Gia Long là cách đây 3 năm đã có một buổi nói chuyện, là coi như Cộng sản Trung Quốc đã cài cấm rất nhiều cán bộ vào trong cái thành phần lãnh đạo Việt Nam. Và Thiếu tướng Trương Gia Long nằm trong ngành công an đã tố cáo những cái tên Tàu Cộng đã cài cấm người vào để điều khiển Việt Nam và đã bị cho về hưu sớm. Và rất nhiều những người Cộng sản Việt Nam, mặc dù họ đang làm tay sai cho Tàu Cộng, nhưng mà họ vẫn biết thế nào là dân tộc Việt Nam, và họ vẫn thấy rõ nếu một ngày nào mà Tàu Cộng chiếm được Việt Nam thì vợ con họ bị hãm hiếp, thì họ là cái người trực tiếp chịu trách nhiệm. Cho nên thầy Thông Lai vẫn biết rất nhiều những cán bộ Việt Cộng, rất nhiều những tướng lãnh quân khu, rất nhiều những đại biểu quốc hội của Cộng sản Việt Nam, mặc dù họ đang ăn cơm của Cộng sản, mang thẻ đảng Cộng sản, nhưng mà họ đang chờ một ngày để mà họ trở về giữa dân tộc Việt Nam. Thì qua cái nhận định tình hình của thầy Thông Lai, 90% sản phẩm của Hoa Kỳ tạo ra ở Hoa Kỳ là bán cho dân tộc Hoa Kỳ. Dân tộc Hoa Kỳ là dân tộc có một cái tổng sản lượng rất lớn, vì sống trong một chế độ tự do và chế độ pháp trị, cho nên những đồng tiền đóng thế của Hoa Kỳ được xây dựng những xa lộ đứng nhất thế giới, xây dựng những cây cầu đứng nhất thế giới và xây dựng những trường đại học tốt nhất thế giới. Bằng chứng là ngày nào mà quý vị thấy, quý vị chứng minh cho tôi được, các tòa đại sứ Tòa Cộng, các tòa đại sứ của Cuba, các tòa đại sứ của Bắc Hàn mà có hàng trăm triệu đồng bào Việt Nam ghét lại để mà xin visa qua bên Tàu Cộng, qua bên Bắc Hàn, qua bên Cuba để làm sức cản lao động, thì ngày đó thầy Thông Lai coi như sẽ chạy về Việt Nam ngay. Nhưng mà thật sự bây giờ tại Việt Nam, hàng ngày trước tòa lãnh sự của Hàn Quốc, hàng ngày trước tòa lãnh sự của Tàu Cộng, hàng ngày trước tòa lãnh sự của Trung Quốc không có ai đến, mà chỉ đến tòa lãnh sự của Hàn Quốc, tòa lãnh sự của Đài Loan, tòa lãnh sự của Malaysia, tòa lãnh sự của Hoa Kỳ để mà xin visa đi du học, xin visa đi làm ăn. Và ngày nào mà quý vị chứng minh được con của Đảng Cộng sản Việt Nam như con Nguyễn Tấn Dũng mà nó đi du học ở tại Trung Quốc, con của Nguyễn Xuân Phúc mà nó đi du học tại Trung Quốc, mà con cháu nội của tướng Lê Đức Anh mà nó đi du học tại Trung Quốc,
Và tên của Tổng Giám đốc Điện lực Bộ Điện lực Việt Nam mà nó đang du học tại Trung Quốc, thì thầy Thông Lai ngày đó sẽ trở về để phục vụ cho Đảng Cộng sản. Nhưng mà ngày nào mà vẫn có tiếp tục hàng trăm hàng triệu người ghép lai đi qua các nước tự do, đi qua Hoa Kỳ, đi qua Úc Châu, đi qua Âu Châu, thì ngày đó thầy Thông Lai vẫn còn đứng lên để mà chống Đảng Cộng sản. Và ngày đó thầy Thông Lai vẫn không bỏ rơi những đồng bào đau khổ, như là cái cô nữ Phật tử của thầy đã viết lá thơ: "Thầy ơi, sư phụ ơi, hãy cho chúng con một niềm hy vọng để sống, để mà chờ ngày dân tộc Việt Nam không còn Cộng sản." Cho nên những cái luận chứng của thầy, quý vị cứ theo dõi và biết. Hoa Kỳ tiêu thụ 80% tổng sản lượng những cái hãng xưởng chế ra những cái sản phẩm Hoa Kỳ tiêu thụ tại quốc nội là 80%, mà chưa đủ. Hoa Kỳ còn xài của Âu Châu, còn xài của Úc Châu và còn xài của Nhật Bản, còn xài của Nam Hàn, như là xe Hyundai, Toyota, và xài tất cả những xe Audi, Mercedes. Ngoài ra Tàu Cộng bán 90% sản phẩm của mình qua Hoa Kỳ, 10% sản phẩm của mình qua các quốc gia tự do. Thì khi mà Hoa Kỳ cấm vận, khi mà Hoa Kỳ có cuộc chiến thương mại, thì Tàu Cộng sẽ thua 90%, và Tàu Cộng không có một cái vấn đề gì để mà hy vọng thắng được cuộc chiến này. Và tôi nói rõ, từ đây cho tới ngày deadline là ngày 17 tháng 8 2019, là ngày tất cả công ty Hitech sẽ không còn coi như cung cấp sản phẩm, và số lượng mà hiện tại công ty Huawei của Tàu Cộng tích trữ những cái thiết bị, những cái phụ tùng chỉ đủ xài có 3 tháng. Mà quý vị nhìn coi, tất cả những cái nước ở trên thế giới đồng loạt tẩy chay cái sản phẩm của Huawei theo sau Hoa Kỳ. Và cuộc chiến này Hoa Kỳ sẽ thắng, dân tộc Việt Nam sẽ được tự do một ngày không xa. Và biến động chính trị, biến động quân sự sẽ xảy ra sau cuộc họp G20 vào tháng 6 này, giữa 20 quốc gia giàu có nhất. Trong cuộc họp này sẽ quyết định vận mạng của Tàu Cộng. Và khi có chiến tranh xảy ra, Tàu Cộng sẽ sụp đổ và Đảng Cộng sản của Tàu Cộng sẽ không còn có mặt trên bản đồ thế giới. Mà lý do nào mà Hoa Kỳ phải đương đầu với Tàu Cộng? Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, ở đệ nhị thế chiến, thời thế kỷ thứ 19, Nhật Bản là một cái nước đã canh tân, Nhật Hoàng đã bắt đầu mở cửa và Nhật Hoàng đã tiếp thu tất cả những cái nền văn minh. Cho nên đệ nhị thế chiến, Nhật Bản là cái nước duy nhất Á Châu có hàng không mẫu hạm. Nhật Bản là nước ở duy nhất Á Châu là có một đội quân đội rất là mạnh. Nhưng mà Nhật Bản đang phát triển mạnh. Nếu Nhật Bản không xem Hoa Kỳ là kẻ thù, thì có lẽ Nhật Bản không bị ăn hai cái bom nguyên tử. Và Nhật Bản đang phát triển trở thành cường quốc số 1 Á Châu. Và Nhật Bản lại có cái tâm đưa quân tham xâm chiếm Trung Hoa, lúc đó là Trung Hoa Dân Quốc của Trưởng Giới Thạch. Nhật Bản đưa quân xâm chiếm qua Việt Nam, giết chết 2 triệu người Việt Nam sau trận đối Nam Ất Dậu. Nhật Bản chiếm luôn cả các nước Đông Nam Á. Và Nhật Bản bắt đầu đánh qua các quần đảo ở Thái Bình Dương, chiếm cả đảo Guam, chiếm cả Philippines. Và Nhật Bản bắt đầu đưa quân qua Nam Dương quần đảo, tức là Indonesia. Nhật Bản chuẩn bị đánh qua Úc Châu. Và cuối cùng, Nhật Bản nếu lúc đó đừng xem Hoa Kỳ là kẻ thù, đừng mở cuộc chiến tranh Trân Châu Cảng, thì Hoa Kỳ không phải là một con cọp đang ngủ da sai. Và Hoa Kỳ đã vươn vai dùng dậy và đánh cho Nhật Bản tơi bời, và Nhật Bản phải bại trận. Và Trung Cộng bây giờ cũng vậy. Trung Cộng bây giờ trở nên một nước phát triển đứng hàng thứ nhì trên thế giới, một nước có nền kinh tế mạnh nhất Á Châu, và một nước có bom nguyên tử, một nước có một nền kinh tế mạnh nhất, và lại có tâm đi xâm chiếm không phải chỉ Á Châu, không phải có tâm xâm chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia, mà còn xâm chiếm cả Biển Đông, và có tâm xâm chiếm cả quần đảo của Philippines, và có tâm chiếm hết cả những nước ở bên Phi Châu. Cho nên mà từ này Tập Cận Bình lại coi Hoa Kỳ là kẻ thù, thì Tàu Cận Bình, Tàu Cộng đang bước vào cái bước chân của phát xít Nhật. Và Hoa Kỳ đã đánh bại phát xít Nhật thế nào thì Hoa Kỳ cũng sẽ đánh bại Tàu Cộng như thế vậy. Và ngày xưa
Tàu cộng khi mà chưa gia nhập vào cái khối cộng đồng kinh tế thế giới, thì tàu cộng lúc đó trước năm 1989, tàu cộng chưa gia nhập vào cộng đồng thế giới, tàu cộng chưa xài những sản phẩm hai tách của Hoa Kỳ, thì lúc đó Hoa Kỳ có cấm vận tàu cộng cũng không sao. Nhưng mà 20 năm nay tàu cộng đã xài đồ của Hoa Kỳ, tàu cộng đã nhờ Hoa Kỳ mà phát triển, và giờ này Hoa Kỳ cấm vận thì tàu cộng sẽ sụp đổ. Và Việt cộng ngày xưa cũng vậy, Việt cộng ở trong rừng đi dép rau, ăn rau muống và ăn cơm dắt. Việt cộng không có cái gì để mất, cho nên ngày nay Việt cộng đã hưởng tất cả những cái mùi vinh hoa phú quý. Con cháu Việt cộng đã hưởng tất cả những nền giáo dục nhân bản. Tất cả con cháu Việt cộng đều so sánh rằng cái nền giáo dục của Hoa Kỳ, nhìn thấy những cái bệnh viện của Hoa Kỳ, nhìn thấy tất cả công ty xây dựng, tất cả cái super highway, tức là siêu xa lộ Hoa Kỳ như thế nào, và họ đã biết con đường sai trái của Đảng Cộng sản. Cho nên tất cả đồng bào hãy yên tâm, đừng có giống như cái cô Phật tử mà vừa viết lá thơ tức là rất là tiêu cực. Mình phải sống, cô ấy phải sống, và tất cả người mẹ Việt Nam phải sống, tất cả người cha Việt Nam phải sống, để vì dân tộc Việt Nam chúng ta sống, để mà chúng ta thấy một ngày nào đó con cháu chúng ta tạo ra được sống ở trong một chế độ đa đảng, đa nguyên, không cộng sản, và được xây dựng bởi 4 triệu người Việt hải ngoại, xây dựng bởi chất xám thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa, trở về xây dựng quê hương, trở về để hàn gắn lại tất cả những gì mà Đảng Cộng sản đã làm đau thương cho dân tộc. Cho nên những lời tâm sự của sư phụ Thông Lai hôm nay gửi cho 10.000 đệ tử của sư phụ ở Việt Nam là sư phụ không lúc nào mà không nghĩ tới quý vị. Trong trái tim của sư phụ lúc nào cũng có những hình ảnh, những gia đình đau khổ, và sư phụ đã từng sống ở Việt Nam cho tới năm 1980, và sư phụ đã nếm va cái mùi đau khổ, cho nên sư phụ rất thông cảm với những người còn sống lại trong Việt Nam. Và xin quý vị đừng nản lòng, cái ngày sụp đổ của Việt Cộng và Tàu Cộng không xa, sau cơn mưa trời lại sáng. Thầy bảo đảm lúc nào cũng bên cạnh quý vị. Thầy Thông Lai tuy sống xa quý vị, nhưng mà trái tim của thầy Thông Lai lúc nào cũng ở bên cạnh những người đồng bào đau khổ đang bị đọa đày, và lúc không quên mấy trăm tù nhân lương tâm. Thầy cũng không quên những người đã xuống đường vào ngày 10 tháng 6, giờ này vẫn chưa được tự do. Và thầy không quên tất cả những người, gia đình mà có con gái phải bán thân qua Tàu, bán thân qua Hàn Quốc, bán thân qua Đài Loan để mà bán thân nuôi miệng. Thầy cũng không quên những gia đình có những đứa con mà đi xuất khẩu lao động bị đàn áp. Và thầy không quên tất cả những đồng bào đang sống trong địa ngục trần gian và chờ một ngày nào đó để mà dân tộc Việt Nam sẽ được tự do, dân chủ như bao nhiêu quốc gia khác. Xin nhớ rằng không phải có nhiều thầy Thông Lai, mà rất nhiều người yêu nước ở hải ngoại này đang dành cho những đồng bào trong nước một trái tim thông cảm, thương yêu và hiểu biết. Một trái tim hiểu và thương. Trân trọng kính chào tất cả những người đang đau khổ và nuôi một niềm tin ngày mai dân tộc Việt Nam, một ngày không xa, dân tộc Việt Nam sẽ được thoát cộng sản. Sở dĩ dân tộc Việt Nam chúng ta còn đọa đày ngày tới ngày hôm nay là vì Tàu Cộng còn sống. Mà theo tình hình hiện tại thầy phân tích thì Tàu Cộng đang giải chết từng ngày, từng giờ. Thị trường chứng khoán của Tàu Cộng đỏ rực liên tiếp từ ngày 17 tháng 5 tới bây giờ, và thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xanh, vì Hoa Kỳ chỉ thiệt hại có 5% và Tàu Cộng thiệt hại tới 90%. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những diễn đàn để mà hiểu và thương những người đang đau khổ tại Việt Nam.